Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Tình Thâm của tác giả Hoàng Huyên. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nó sinh ra ở một vùng quê nghèo. Năm nó vào lớp 8, bố mẹ nó vào Sài Gòn làm kinh tế. Hai anh em nó ở nhà với ông bà nội. Rồi đến giữa năm nó học lớp 8, thì anh nó cũng theo bố mẹ vào Sài Gòn. Thế là chỉ còn có mình nó ở nhà. Nó ở nhà của bố mẹ nó. Sáng dậy đi học, chưa về ông bà nội ăn cơm. Xong chiều đi làm đồng với bà nội. Tối nó về nhà ngoài ngủ. À quên nhá, nhà bố mẹ nó cho chú thím nhà ông trẻ mượn ở, nhưng một gian buồng vẫn để cho nó ở ngủ và học hành. Và thế là cuộc sống của nó phải trưởng thành tự lập từ năm lớp 8. Lúc anh trai nó đi Sài Gòn rồi, nó được thừa kế cái xe đạp nữ của anh nó. Chứ hồi trước anh nó học ở ngoài Bắc thì anh nó đi xe đạp nữ, còn nó đi cái xe nam. Cái thời mà các bạn biết không, xe nam lúc mới tập đi phải đi cẳng chó. Lúc biết lên khung thì thỉnh thoảng bị xích cắn quần, xong không xuống được khung, bị đập bẹn vào khung xe. Ôi cái cảm giác ấy, các bác chắc đã hiểu, không cần em diễn tả đâu nhỉ. Cuộc sống của nó phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tự học, tự ốm, tự khỏe. Nó ở với ông bà nội mà không khác nào là nó đi làm dâu từ năm 8 tuổi vậy các bác ạ. Buổi sáng nó đi học đến 12 giờ trưa về ăn cơm. Ngày mùa thì buổi trưa phải phơi thóc răng rể cả trưa. Đến chiều thì đi gặt lúa với bà nội. Ông nó thì có lương. Cái thời đó lương của lính hậu cần về hưu cao lắm các bác ạ. Lúc đó công nhân đi làm một tháng mới được 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu rưỡi. Mà ông nội nó đã được lương hưu 2 triệu 7 một tháng ạ. Thế nên ông nó hàng ngày chỉ đi chợ về nấu cơm với chăn mấy con gà và một con lợn nái. Nó gầy lắm, đi gặt lúa mà phải gánh. Ở cái tuổi của nó, các bạn đi cắt cỏ bò, đến lúc về thì bố mẹ còn phải ra gánh cho. Còn nó thì bà già rồi, nên cứ việc nặng là nó phải cân tất. Buổi sáng nó đi học thì bà nội nó gặt nó chất đống ở dưới ruộng. Buổi chiều nó về mới gánh lên xe cải tiến chất đầy thì lại cho bò vào kéo lúa về. Có lần chủ nhật nó được nghỉ, bà cậu cắt cố đến trưa. Bà nó về bỏ lại mình nó ở đồng gánh lúa rồi cho bò kéo về. Mà hôm đó không hiểu sao con bò nó hư, kéo xe lúa mà nó cứ lồng lên. Nó kìm con bò không được, cuối cùng bị cả xe lúa đổ xuống ruộng. Mà cực một cái là nó bị càng xe hất mạnh nên bị ngã xuống ruộng trước, sau đó cả xe lúa đè lên. Buổi trưa 12 giờ đồng chả còn người, cánh đồng nắng chói chang vắng vẻ không một bóng người. Xe bò của nó bị lật ở dưới ruộng, nó không dãy cũng không ngoi ra được. Nó khóc, nó sợ, nó tủi thân. Lúc đó nó tuyệt vọng lắm các bác ạ. Lúc đó nó nhớ bố mẹ nó lắm, nhớ anh trai nó lắm. Nó nghĩ sao bố mẹ không mang nó đi theo mà để nó ở nhà với ông bà nội như vậy. Giờ nó biết cầu cứu ai. Nó nghĩ hôm nay chắc nó bỏ mạng ở đây quá các bác ạ. Lúa đè hết lên mặt nó, sậm lắm, ngọ nguậy là sát hết mặt. Lại rồi một lúc sau nó mới có thể bới được lúa ra và nhích từng tí một ra khỏi xe lúa đó. Con bò bị mắc nên cũng mệt, nó dãy được từ nằm ngửa sang nằm úp xuống thì nằm im. Đến lúc nó ra khỏi được xe lúa thì mới tháo vai bò ra để dắt bò lên mương, buộc bò, sau đó xuống ôm lúa ra khỏi xe. Tới khi ôm lúa ra hết rồi, cái xe trống trơn, nó mới lật xe lại kéo xe lên. Rồi kéo cái xe từ dưới ruộng bùn lên mương cao như vậy, nó làm sao kéo được. Nó thấy bất lực, nó cứ thế mà khóc. Khóc chán, nó lại bắt đầu kéo.
Thế nào mà mãi nó cũng kéo được xe từ dưới ruộng lên đường cái. Cái cảnh hạ lúa xuống xong lại ôm lúa chất lên xe giữa trưa nắng. Nó khổ lắm các bác ạ. Những giọt nước mắt tủi thân của đứa trẻ 14 tuổi mà phải gánh vác như một người trưởng thành các bác ạ. Cũng may là xe lúa cũng chất được lên nắp, bò vào kéo về đến nhà ngon nghẻ, không bị sao nữa. Nó đói và mệt. Vừa về đến nhà, ông bà nó chẳng hỏi han gì mà thấy nó kéo xe về thì hét té tát vào mặt nó. Vì nó làm chậm trễ, mãi không về đến nhà, nó buồn, nó tủi, nó ấm ức. Ông bà nó và em nhà chú nó đã đang ngồi ăn cơm rồi, cũng chẳng đợi nó về mà cứ ăn cơm trước, cũng chẳng phần nó nữa. Hình như nó cũng đã quen rồi. Ông bà nội nó giống như bố mẹ chồng thời xưa vậy. Cháu nội mà lúc nào cũng xét nét nó, ghét nó, mắng nó suốt ngày. Nó và đứa em con nhà chú cùng ở với ông bà. Nhưng ông bà chiều và cưng nhỏ em nhà chú lắm. Chú thím nó cũng vào Đắk Lắk trồng tiêu. Hai nhỏ em nhà chú cũng ở nhà với ông bà nội. Nó lớn hơn em nhà chú nó 6 tuổi, lớn hơn nhỏ út 9 tuổi. Ở cái tuổi của chúng nó, đáng lẽ đang là cái tuổi thiếu niên đẹp nhất, nhưng với nó thì thật sự ám ảnh. Vì bố mẹ nó nghèo mà lại không hợp ông bà nó, nên ông bà nội chửi nó suốt. Cuộc sống của nó từng trải, từng nuốt nước mắt vào trong, từng phải ngồi bụi chuối khóc thầm một mình. Lúc bố mẹ ở nhà, nó chưa phải giặt quần áo, nó chỉ biết đỡ mẹ nấu cơm, quét nhà, phơi quần áo và lấy quần áo. Cũng đã từng phải đi cắt chân rết gạch rồi lật gạch giữa trưa nắng, nhưng chưa từng phải gánh lúa và phun thuốc sâu. Thế mà bố mẹ nó đi, nó ở nhà với bà nội, nó lại là lao động chính. Bà nội nó làm một mẫu hai ruộng, công việc như phun thuốc sâu, nếu ông nó không phun thì là nó đi phun. Chứ bà nội chỉ đi cấy gặt và chăm lúa, chứ không làm những việc như gánh vác và phun thuốc. Năm đó ông bảo, con Dương hôm nay chủ nhật được nghỉ, mày đi phun lúa đi. Vâng. Lần đầu tiên nó đi phun thuốc, nó chả biết gì. Bà nội cắt thuốc đổ vào bình và cho nước, sau đó nâng bình lên vai nó. Nó xuống ruộng phun. Thuốc nó phun cho lúa chống bọ xít hút, vì lúa đang vào mẩy nên lúa rất tốt. Thấy nó phun mà đi tiến lên, bà nó cười. Bà cứ ngồi trên bờ, cười bò lăn bò xoài ra bờ. Nó chả biết gì, cứ ngơ ngác. Nó đâu biết rằng lúa thấp mới cấy thì phun tiến lên, còn lúa tốt như vậy rồi thì phải đi giật lùi đâu. Bà nó không bảo nó, mà mặc kệ nó tự đi như thế. Mãi sau có bác Sáu đi qua mới bảo, con kia, lúa tốt như thế mà mày phun đi tiến lên như thế, để thuốc nó hắt hết vào mặt mày à? Dạ. Nó ngơ ngác, lúc này mới biết là bà nó cười nó đi ngược như thế. Vậy phải đi thế nào hả bác? Lúa tốt thì rẽ luống phun giật lùi, lúa thấp thì đi tiến lên hạ cần để vòi thấp, thuốc không bay mất. Còn lúa tốt như vậy cháu dâng cao cần một chút mới phun được đều. Thế là bác Sáu đã thay bố mẹ nó, dạy nó một cách làm nông rồi đấy các bác ạ. Không phải làm nông mà dễ đâu nhé. Đấy, không có bác Sáu thì nó cứ vậy mà hít đầy thuốc sâu vào người rồi. Nó làm non nên sức nó yếu. Mới ngần ấy tuổi đầu mà làm một mẫu hai ruộng, trồng màu mỡ rất giỏi. Đừng tưởng nó làm thế mà học dốt nhé các bác. Nó học không tính là giỏi nhất lớp, nhưng đứng vững thứ năm thứ sáu của lớp. Bởi nó đi làm về mệt mà tối đến vẫn chăm chỉ học, lại còn phải tự học, chẳng có ai để hỏi bài cả. Có hôm ngày mùa tối đến thóc khô phải quạt thóc tới 9 giờ tối mới xong, ăn cơm xong cũng là 10 giờ đêm rồi. Nó mới đạp xe đạp về nhà ngoài học hành và ngủ để sáng mai còn đi học. Hết năm học lớp 8, nó cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nó mừng lắm. Chỉ có đến trường, nó mới có cảm giác được rằng mình vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên vui đùa. Còn về đến nhà là ông bà chửi nó hoài à? Nó buồn lắm. Nó nhớ có lần nhà có khách, ông bà thịt gà nấu cơm khách. Nó nấu nướng xong xuôi hết. Đến lúc dọn cơm ra thì ông bà nó kiếm đủ cớ rồi chửi nó. Nó tủi, nó uất lắm. Nó lại xuống vườn ngồi ở gốc cây chuối khóc.
cái bụi chuối là căn cứ của nó mỗi khi nó buồn. Nó tựa người dựa vào gốc cây chuối mà sụt sịt. Nó tức hết cái lồng ngực. Nó buồn lắm, chẳng dám kể với bố mẹ. Nhưng nó thấy ông bà không thương nó. Mỗi khi nó làm sai thì bà nó cười nó không biết làm. Bà chẳng dạy nó mà cứ cười khơ khớ. Còn ông thì chỉ quý hai đứa em nhà chú. Có miếng gì cũng để dành cho chúng nó. Còn nó thì kiểu như đứa con dâu mới về nhà chồng mà bị hắt hủi ấy. Đấy, nó phải đi làm dâu từ năm lớp 8 các bác ạ. Cứ như vậy mà hết lớp 8, lên lớp 9 nó trưởng thành hơn một chút. Cũng ít nói hơn một chút, nó cũng không thân với đứa bạn nào lắm. Chỉ có các bạn cùng trang lứa ở làng thì con trai con gái nó cũng chơi hòa đồng như nhau. Năm nay nó biết làm ruộng rồi, không còn bỡ ngỡ như năm ngoái nữa. Ở lớp có mấy bạn nam cũng mến nó. Thấy nó vất vả thì ngày mùa cũng về gánh lúa và xúc luống ngô giúp bà cháu nó. Nó biết ơn mấy đứa bạn của nó lắm. Nhưng mà người ở quê thì buồn cười lắm các bác ạ. Họ thấy các bạn nam về làm hộ thì bàn tán nó, mới nứt mắt mà nó yêu. Nó buồn tủi lắm. Mới lớp 9, nó có biết yêu là gì đâu các bác. Nhưng có dai về nhà là nó mang tiếng rồi. Nó buồn, nó sợ mang tiếng bố mẹ đi làm ăn ở nhà hư hỏng, nên từ đó nó cũng không dám cho bạn về làm hộ nữa. Rồi bao nhiêu lại một mình nó làm hết. Thế là có một ngày nó cũng bị ốm các bác ạ. Lần này nó thấy người mệt lắm, đau hết mình mẩy, đầu óc thì choáng váng. Nó nằm ở nhà ngoài, chú thím nó đi làm về thấy nó cứ nằm suốt ở giường mới hỏi làm sao. Cái Dương, mày làm sao mà cứ nằm cả ngày hôm nay rồi, không dậy mà vào trong ông à? Cháu mệt chú ạ. Thế để tao vào bảo ông mày. Vâng. Nói rồi chú nó vào nhà ông nội nó. Chả biết chú nó nói cái gì mà ông nó bảo với chú nó là bảo nó đi vào đây. Chú nó về bảo ông mày bảo mày vào trong đấy ông đưa tiền cho đi mua thuốc. Dạ. Nó khóc. Nó cứ thế trào nước mắt khóc các bác ạ. Nó ốm mệt không dậy nổi mà ông nó bảo vào đưa tiền cho đi mua thuốc, chứ không phải là ông mua thuốc mang ra cho. Mà bố mẹ nó mới gửi tiền ra cho nó, nhưng ông nó giữ. Đến chiều nó vào trong nhà ông. Ông nó đưa cho nó 5.000 đồng để đi mua thuốc uống. Xin thông báo với các bác là tiền bố mẹ nó vừa gửi ra 1 triệu cho ông để cho nó đóng học và nuôi nó. Thế mà ông nó đưa cho nó có 5.000 đi mua thuốc còn bảo mày mua cho cái Huê một lọ oxy già, còn đâu thì mua thuốc. Dạ vâng. Nó lết cái thân thể mỏi như của nó đi lên cầu bỉ mua thuốc. Cô Hoa Hòa là y tá ở trạm y tế xã. Cô ấy có khám chữa bệnh và bán thuốc tây tại nhà. Cô ấy khám và bảo nó bị viêm amidan gây sốt cao. Rồi cô ấy lấy thuốc cho nó. Nó bảo cô lấy cho cháu một lọ oxy già rồi thừa đâu cháu mới mua thuốc. Cô ấy bảo của cháu lọ oxy già hết 500 đồng, còn thừa 4.500, nhưng thuốc của cháu hết 9.000. Ôi nó tủi quá các bác ạ. Hết tận 9.000 nó lấy đâu ra tiền. Ông nó chỉ cho nó có 4.500 thôi kìa. Nó ứa nước mắt không biết phải làm sao. Mà bây giờ nó mệt lắm rồi, nó chỉ muốn nằm thôi. Nó ước gì bây giờ bố mẹ nó ở nhà. Ngày trước có bố mẹ ở nhà, nó ốm mẹ nó chăm nó lắm. Mẹ nấu cháo, mẹ bao người đánh gió và đắp khăn mặt ấm lên trán cho nó. Thuốc thang mẹ mua lấy nước lấy thuốc đến tận đầu giường cho nó. Còn bây giờ nó phải tự mình làm hết. Nó mệt lắm, hai mắt nó cụp xuống, chân nó đi cũng không vững nữa. Cả người nó lảo đảo. Thấy nó khóc, cô Hòa mới hỏi nó. Sao mà cháu khóc thế? Cháu không có đủ tiền ạ. Ông cháu chỉ cho có 4.500 thôi ạ. Cháu không có đủ tiền trả tiền thuốc của cô đâu ạ. Cô ấy nhìn nó đáng thương thì cũng tốt bụng mà nói. Thôi được rồi, cháu cứ cầm thuốc về uống cho khỏi ốm đi. Chỗ còn thiếu cô ghi sổ. Ít nữa bố mẹ về thì bảo bố mẹ trả cô sao? Dạ, thật ạ. Có lẽ cô ấy biết hoàn cảnh của nó. Nó cũng cỡ tuổi con cô ấy nên cô ấy thương. Nó xúc động lắm. Nước mắt nó ứa ra. Không ngờ người ngoài mà lại tốt với nó như vậy.
Cháu cảm ơn cô ạ, cháu xin ạ. Cháu sẽ bảo mẹ cháu gửi tiền về để trả cho cô ạ. Nó hớn hở cầm túi thuốc về mà bỗng chốc cảm thấy khỏe hơn lúc nãy một chút. Uống thuốc mấy ngày nó cũng khỏe trở lại, đã dậy đi làm được. Cuộc sống của một đứa trẻ không có bố mẹ bên cạnh, lúc ốm đau, lúc mỏi mệt cũng không có người chăm sóc. Nó phải tự mình chăm sóc bản thân. Đôi khi nó chỉ biết im lặng bởi vì nó chẳng thể tâm sự được với ai. Có những lúc nó cảm tưởng như mình không thể chịu đựng được nữa, nhưng nó lại tự nói với chính mình rằng không được buông xuôi và bỏ cuộc, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cuộc sống gia đình nó khó khăn nên bố mẹ nó mới phải đi làm ăn xa. Vì thế nó chỉ có thể cố gắng để cho bố mẹ nó yên tâm mà làm ăn. Chẳng mấy chốc mà nó đã học hết lớp 9. Các bạn nó đang chạy đua để thi tốt nghiệp trung học cơ sở, sau đó lại đến kỳ thi chuyển cấp nữa. Còn nó hàng ngày vẫn là đi học về và đi làm với bà nội. Chẳng có thời gian thảnh thơi mà ôn bài. Nó chỉ có thể học đến khuya thôi. Mà mùa thi lại đang là vào vụ gặt lúa. Hôm nào nó cũng phải tuốt lúa đến tận 9-10 giờ đêm. Về đến nhà tắm rửa xong cũng là giờ đi ngủ. Nhưng giờ đó nó mới ngồi vào bàn học, học bài. Trước ngày thi tốt nghiệp một tuần. Bữa ăn cơm, bà nội và ông nội nó hôm nay nghe được ai nói gì về bố mẹ và anh nó ở trong Nam mà lại trút lên đầu nó. Bữa cơm đó nó chỉ khóc không thể nuốt nổi cơm. Thằng bố con mẹ mày ở trong đấy làm được bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. Hoang phí không biết rảnh rụng. Thằng Nghĩa thì quần là áo lượt không chịu làm ăn. Lúc nào cũng quần đèn áo trắng sơ vin, nước hoa sực nước đĩ thoã. Bà nội nó nói. Sau đó là ông nội nó lại nói thêm vào. Ôi cái con si đèn đèn đen xì xì ấy thì có biết tính toán gì. Đi làm ăn xa mà không biết quản con, không biết tiết kiệm. Làm được tiền không biết gửi về cho bố mẹ. Ở trong đấy mời toàn những đứa giời ơi đất hỡi. Nó bắt đầu ấm ức, đầu ong ong không còn nghe được tiếng ông bà nội nó nói nữa. Nó đứng dậy đi vào trong buồng. Chân tay nó bắt đầu không có lực, lồng ngực nó tức. Nó khóc, nước mắt chảy xuống như mưa. Nó cảm thấy cả người vô lực. Ôi, hình như nó không thở được. Nó nghẹn, nó thấy tê hết mặt. Cảm giác lồng ngực như có cả tấn đá đè lên. Hình như nó không thể cử động được nữa rồi. Lúc đầu nó còn nghe thấy tiếng ông bà nó nói, rồi dần dần nó chẳng còn nghe thấy nữa. Nó thương bố mẹ nó đi làm lụng vất vả. Nó biết không phải bố mẹ nó như thế. Nhưng ở cái tuổi của nó, suy nghĩ còn chưa kịp lớn thì nó đã phải học cách chín chắn rồi. Bố mẹ nó vào đó đi xây và sách vữa, chắt chiu từng đồng một được gửi tiền về cho nó ăn học. Còn anh nó thì đi làm công ty, nên ăn mặc gọn gàng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà miệng người ta là đĩ thoã đó các bác ạ. Vẫn biết cuộc sống có bao giờ bằng phẳng. Người thì sinh ra đã ngậm thìa vàng, người thì vất vả lặn lội mong kiếm đủ miếng cơm manh áo. Thế nhưng cuộc sống của mỗi người đều đã được ông trời an bài rồi. Vì thế cũng chẳng thể than trách ông trời được. Trong cuộc đời của mỗi người đều có những lúc buồn vui, hạnh phúc, đau khổ đan xen như những nốt trầm bồng, không thể thiếu, làm nên sắc màu của cuộc sống. Nó thấy tim mình ngừng đập. Nó chết rồi sao? Chẳng lẽ nó lại chết như vậy à? Có lẽ là tất cả bao ấm ức dồn lại khiến cho nó xúc động như vậy. Lần này cũng như mọi lần thôi mà. Khóc chán là nó lại tự nhủ với lòng mình phải cố gắng. Ấy thế mà không biết lần này nó làm sao khóc một lúc, lồng ngực lại căng cứng nghẹn thở tới vậy. Chân tay nó cứng đờ hết lại. Phải tới 5 phút sau, tự dưng nó mới bật được mà thở. Nó tham lam hít sâu để thở. Nó không dám khóc nữa các bác ạ. Nó chỉ tranh thủ để thở thôi. Nó không muốn chết. Nó không muốn cuộc sống của nó lại kết thúc ở đây. Bây giờ nó lại bắt đầu nghe được tiếng ông bà nói chửi. Nó kệ, nó cứ nằm đấy. Bây giờ nó chả sợ. Có chửi có đánh nó cũng không sợ. Bởi nó vừa thoát từ cõi chết trở về rồi. Hình như đến âm phủ cũng từ chối nó thì phải. Nó đã đi dạo một vòng cửa môn quan rồi quay về.
Ấy vậy mà buổi chiều nó lại vẫn phải tiếp tục công việc gánh lúa. Bà nó vẫn cứ vừa cắt lâu vừa nói xấu bố mẹ nó. Cứ hễ hết trầu bà lại lên bờ ngồi bỏ trầu têm sẵn ở trong cái túi áo ra ăn. Miệng nhai bép bép rồi lại nói tiếp. Nó vừa gánh lúa vừa khóc. Cuộc sống của nó cơ cực như vậy đó các bác ạ. Vậy mà ngày thi tốt nghiệp nó hoàn thành đạt bằng khá. Ngày thi chuyển cấp, điểm thi văn của nó được 8,5 điểm, còn toán được 8 điểm và tiếng Anh được 7,5 điểm. Các bạn nó được ở nhà học ôn mà điểm còn không đạt như nó đâu nhé. Cái điểm của nó còn thừa sức đỗ Tân Yên 1 cơ, nhưng các bạn ở làng nó đều thi hết Tân Yên 2, vì thế nó cũng thi Tân Yên 2. Vậy là nó tự hào vì nó đã thi đỗ trường trung học phổ thông bằng chính sức lực của mình, chứ không phải như anh nó ngày ấy. Anh trai nó hơn nó 3 tuổi, ngày anh nó thi vào lớp 10 hệ B của Tân Yên 2 cũng không đỗ. Năm thứ hai anh nó thi lại cũng vẫn trượt, mẹ nó phải mất 500 nghìn để xin được vào hệ B cho anh nó. Cái thời đó 500 nghìn là cả một gia sản đối với nhà nó rồi, lúc ấy mớ rau mang đi bán mới có 200 thôi các bác ạ. Thế rồi anh nó học hết lớp 10 cũng không thể lên được lớp 11. Đi học thì suốt ngày ngủ gật, cô giáo gọi bố mẹ suốt. Rồi anh nó cũng bỏ học ngang, hết lớp 10 đi Sài Gòn với bố mẹ. Ngày đi làm tối đến đi học bổ túc để lấy bằng lớp 12. Nó hân hoan trong chiếc áo trường trung học phổ thông Tân Yên 2. Học trò mới của trường, mọi thứ đều lạ và háo hức lắm. Lớp nó là 10A6. Nhà trường xếp mỗi xã một lớp, nhưng vì xã nó đông quá nên một lớp không hết phải tràn sang lớp bên. Lớp nó một nửa xã là Ngọc Thiện và một nửa xã là Ngọc Vân. Ôi các bác nghe cái tên xã Ngọc Vân ấy có thấy gì không? Cái xã đó là nổi tiếng trên cả nước mình đấy ạ, biệt danh là Đất Trắng. Nhưng mà học sinh ở xã đó, họ học giỏi lắm, cũng có thể do hoàn cảnh đã tạo nên con người. Sau này nó ngồi cùng bàn với mấy bạn ở xã đó, chúng nó chơi thân với nhau hay về nhà nhau chơi. Nó mới biết về cái xã Bột Trắng ấy, nghe bạn nó ở xã đó kể rằng ở đây nhà nào đi buôn là trong nhà luôn có sẵn 2 lá đơn ly hôn, một tờ vợ ký sẵn, còn một tờ chồng ký sẵn. Nếu chẳng may mỗi chuyến hàng không chót lọt mà vợ hoặc chồng bị bắt thì người còn lại ký vào giấy ly hôn nộp luôn, để tránh bị tịch thu hết tài sản. Cũng có những nhà bị bắt hết 3 thế hệ, chỉ còn lại một đứa trẻ 3 tuổi ở lại bơ vơ. Có những ngôi nhà mới xây còn chưa cả chát thì bị bắt, vậy là bỏ đó như nhà bỏ hoang. Do thiếu thốn tình cảm nên nó dễ rung động lắm các bác ạ. Năm nó học lớp 11, đứa bạn thân nó có thằng em con nhà chú ruột lại chơi thân với nó. Mấy lần tụi nó liên hoan lớp rồi về nhà con bạn chơi gặp anh ấy. Bình hơn nó 1 tuổi, nhưng không đi học cấp 3, mà học hết cấp 2 nghỉ ở nhà sau đó đi học nghề. Hắn đi học ở trường nghề ở Lạng Sơn. Nó cũng chả biết hắn học cái gì, chỉ biết là sửa chữa ô tô gì đó. Từ lần quen nhau ấy, thấy Bình cũng hiền lành thật thà, nên bọn nó kết bạn Yahoo chat với nhau vào mỗi thứ năm hàng tuần. Tình yêu bọ xít của nó bắt đầu như thế đó. Cứ chủ nhật là Bình đi xe máy từ Lạng Sơn về qua nhà nó, lại mua hoa quả qua nhà nó đưa cho nó. Gặp nhau xong anh mới về nhà, rồi đến sáng thứ hai lại về trường sớm. Cả tuần nó chỉ mong ngóng đến thứ năm để vào quán nét chat với người ấy và mong ngóng cuối tuần người ta về. Tình yêu bọ xít của nó trong sáng lắm, chưa từng nắm tay nhau cũng chưa từng hôn. Chỉ đơn giản là nói chuyện động viên nhau học hành và nhìn nhau âu yếm thôi. Năm nó thì tốt nghiệp lớp 12. Mẹ nó về Bắc để cho ôn thi. Trước thi một thời gian mẹ nó về, nó vui lắm. Cuối cùng nó cũng có chỗ dựa, nó cũng được như các bạn nó. Mẹ nó về bắt một con lợn xề và cấy 5 xảo ruộng. Nó được mẹ chăm sóc thì tập trung vào ôn thi. Mỗi ngày đi học về nhà đều vui vẻ. Có mẹ vẫn là tốt nhất. Thế nhưng nó chưa kịp hưởng thụ cảm giác đó thì bỗng một hôm đi học về mẹ nó nói: Dung, ngày mai mẹ phải vào với bố. Bố mày bị tai nạn xe, con ở nhà cố gắng thi nhé.
Dạ, bố bị tai nạn sao hả mẹ? Có nặng không ạ? Bố bị ngã xe phải nằm viện, mẹ phải vào trông bố. Mẹ biết lúc này con cần có mẹ bên cạnh, nhưng bố con càng cần mẹ hơn. Mẹ xin lỗi con. Dạ, không sao, con có thể cố gắng được ạ. Mẹ cứ vào chăm bố đi ạ. Mẹ nói này, mẹ đi rồi, ở nhà còn con lợn nái và năm sào ruộng mẹ chăm lúa cũng đang vào đồng rồi. Con cố chăm chứ giờ mà khoán ruộng thì phí lắm. Dạ, con biết rồi mẹ. Vậy là cuộc sống của nó từ đó lại rơi vào tối tăm. Chú thím nó không còn ở nhà nó nữa. Căn nhà năm gian chỉ có một mình nó ở. Nó sợ buổi tối. Bởi trời tối, mình nó con gái ở nhà, nó đi tắm cũng tắm vội tắm vàng. Cái nhà tắm nhà nó được xây ở gần giếng mà không có cửa. Lúc đó giếng bơm nước bằng cần tay. Ngày nó đi học đến trưa 12 giờ mới về đến nhà. Cắm cơm xong đi ra đồng cắt rau lang về, băm rau, nấu cám lợn. Nó ngồi bếp vừa ăn cơm vừa nấu cám. Đến khi nấu xong xong cám lợn, thì đến giờ đi học ôn tốt nghiệp buổi chiều. Cuộc sống của nó cứ lầm lũi một mình như vậy, cho đến ngày thi tốt nghiệp. Ngày hôm nó thi tốt nghiệp là ngày người ta gặt lúa cho nhà nó. Gọi mãi mới được cắt thuê, cho nên nó đi thi về là tuốt lúa luôn. Lúa chất đầy sân, không tuốt để mưa xuống sẽ mọc mầm mất. Các bạn ở lớp nó đi ăn liên hoan, còn nó ở nhà tuốt lúa. Nó buồn, nó tủi, nó cũng muốn được như các bạn nó. Đến chiều tối, thằng bạn ngồi cùng bàn đến tận nhà đón nó đi ăn liên hoan. Nhưng nó từ chối. Đống lúa còn đầy đó, đi rồi thì ai tuốt, rồi sợ trời mưa thì ướt hết mất. Nhưng thằng bạn vẫn kiên trì thuyết phục nó, rồi nó cũng mủi lòng. Thực ra ở cái tuổi của nó ai chả thích vui, nhất là buổi chia tay nhau ngày hôm nay. Có thể chúng nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tốt nghiệp ra trường, đứa thì thi đại học, đứa thì nghỉ đi làm, đứa thì ở nhà làm ruộng. Chúng nó mỗi đứa một hoàn cảnh. Có thể có bạn sẽ gặp lại nhau thường xuyên, nhưng cũng có thể có người thì mấy chục năm sau mới gặp lại nhau được. Vậy là buổi liên hoan ấy, nó cũng có mặt để cùng các bạn và cô chủ nhiệm ký áo chia tay, khóc sụt sùi. Cái tuổi học trò đẹp nhất cuộc đời. Những vấn vương đầu tiên làm trái tim chẳng yên. Nó khóc, cô giáo nó cũng khóc, và các bạn nó ai cũng khóc. Sau buổi liên hoan ấy, nó lại bắt đầu quay cuồng với công việc và ôn thi đại học. Để nó kể cho các bác nghe về cái ngày nó đi thi đại học nhé. Bố nó sau khi được mẹ nó vào chăm sóc một thời gian thì khỏe lại. Rồi đến ngày nó chuẩn bị thi đại học thì bố nó ra Bắc để đưa nó đi thi. Cuộc đời nó hình như chưa bao giờ được suôn sẻ hay nhẹ nhàng các bác ạ. Bố con nó khăn gói quả mướp ra Hà Nội thi. Bố nó đưa nó ra chỗ chú nó làm thợ xây ở đó. Ăn cơm xong thì bố và cậu đưa nó từ chỗ chú về chỗ bạn của cậu ở trọ để ngày mai đi thi. Cậu nó sắp xếp được cho nó ở phòng của mấy chị bạn của cậu ở Nhổn. Sau đó bố và cậu về trên chỗ chú nó ngủ. Bố nó bảo sáng mai bố sẽ xuống với con. Vậy là nó đi ngủ, sáng dậy được các chị mua đồ ăn sáng cho rồi đưa vào trường thi. Trong lòng nó cảm thấy bồn chồn lắm. Không hiểu sao nó ở trong phòng thi mà đầu lại cứ nghĩ đến bố nó. Nó không thể tập trung được, đọc đề bài mà đầu cứ trống không, không thể nghĩ được gì. Cuối cùng cũng hết giờ thi. Mặc dù nó không làm được bao nhiêu, nhưng cũng vội vàng nộp bài. Chạy ra ngoài tìm mãi cũng không thấy bố nó đâu. Nó có linh cảm xấu, tự dưng trong đầu nó cứ cảm thấy bất an. Rồi một lúc sau thì nó nhìn thấy cậu Hùng của nó. Nó nhìn xung quanh cậu cũng không thấy bố nó đâu. Dương, cậu, thì con làm được bài không cháu? Cháu làm được ít thôi ạ, bố cháu đâu hả cậu? À thì bố mày có tí việc bận nên cậu xuống đón mày. Dạ, thế ạ? Thôi lên xe cậu trở về chỗ các chị nào. Vâng. Nó ngồi đằng sau cậu nó trở về mà lòng nóng như lửa đốt. Linh cảm của nó đúng lắm, chắc chắn là bố nó làm sao mới không xuống đón nó. Thế rồi theo sự lo lắng ở trong lòng mà nó đã hỏi dồn cậu Hùng. Cuối cùng cậu cũng chẳng còn cách nào, cũng đành phải khai thật với nó.
Bố mày hôm qua đưa mày xuống đây xong quay về trên chỗ chú Kiên mày thì bị xe nó tông vào. Giờ không sao rồi, chỉ bị sứt sát tí thôi, không sao cả. Nó nghe cậu nói xong mà bủn rủn hết chân tay. Linh cảm của nó rất đúng mà. Trong lòng nó bất an lắm. Nó muốn về chỗ bố nó xem bố có làm sao không, nhưng cậu không cho về. Cậu ơi, cho cháu về xem bố cháu thế nào có được không? Mày về trên đấy cũng chẳng làm được gì, bố mày không cho. Chiều thi xong thì cậu đưa về trên đấy, sáng mai lại xuống thi. Nghe cậu nói vậy, tôi đành phải nghe theo, vì thời gian nghỉ trưa không có nhiều. Buổi chiều 13 giờ đã vào điểm danh rồi, nên tôi không cố chấp đòi cậu nữa. Cả buổi chiều hôm đó, nó không sao tập trung được, làm bài mà đọc đề bài không hiểu cái gì. Nó lo cho bố nó lắm, chắc chắn là bố nó bị nặng. Tâm trí nó không ở trong phòng thi, mà đang ở nơi nào đó. Cuối cùng cũng kết thúc ngày thi. Còn một môn toán sáng mai nữa, nó vội chạy ra cổng tìm cậu Hùng nó. Nhìn thấy cậu là nó ra ngồi lên xe về phòng trọ của các chị lấy quần áo, rồi vội theo cậu về chỗ bố. Cậu Hùng nó chạy về đến nơi, nó xuống xe mà tim đập chân nó run, cứ như đang có cả đàn kiến thi nhau giày xéo vậy. Bước vào đến cửa nhìn thấy bố nó bị băng kín đầu, vòng xuống cả cái cằm nữa, tay thì treo lên tận cổ, nó thấy sống mũi mình cay cay đỏ ửng. Chân nó run không tài nào bước được nữa, sao cậu Hùng nó bảo bố nó bị nhẹ thôi, nhẹ là thế này sao? Nó nhìn thấy bố mà thương quá mà đau lòng. Tối hôm đó nó không về chỗ các chị mà ở lại với bố, rồi sáng hôm sau cậu Hùng lại chở nó đi xuống trường ở Nhổn để thi nốt môn toán. Cuối cùng cũng thi xong, nhưng nó cũng biết là kết quả ra sao rồi. Bố nó chỉ bó bột và băng ở đầu xong là được về, nên không ở lại Hà Nội nữa. Hai bố con nó bắt xe khách về nhà. Chẳng hay, bố con nó về nhà đã thấy rất đông người tới chơi. Nó đoán chắc ở nhà biết bố nó bị tai nạn nên đến hỏi thăm. Ở quê người ta sống tình nghĩa lắm. Nhà ai có người ốm về viện hay hàng xóm xảy ra chuyện gì thì bà con xung quanh đều đến hỏi thăm động viên. Như lúc nó chuẩn bị thi tốt nghiệp ấy, các bác, các cô chú hàng xóm và họ hàng biết nó phải đi thi nên xuống vào gặt lúa cho nó một ngày là xong, chở lúa về tận sân cho nó. Nó đi thi về chỉ việc tuốt lúa thôi. Tình làng nghĩa xóm là như thế đấy. Người nhà quê không có tiền nhưng có tình. Buổi tối hôm đó, nó phải đun hết ấm nước nọ đến ấm nước kia để pha trà tiếp khách. Thế rồi cũng chẳng mấy mà đến ngày nó đi thi cao đẳng. Nó đăng ký thi hai trường, là trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. Đại học thì nó nghĩ là hỏng rồi, giờ chỉ có trông chờ vào thi cao đẳng thôi. Vì trường cao đẳng cách nhà nó có mấy chục cây số, nên hai bố con đi xe máy xuống thuê phòng trọ ngày hôm trước, thì sáng hôm sau bắt đầu vào thi. Hai ngày thi lần này nó không áp lực như lần thi đại học, nhưng kiến thức nó ôn chưa được sâu lắm, nên bài làm cũng chưa tốt lắm. Trở về nhà, bố nó lại phải vào Sài Gòn ngay, mặc dù tay bố nó vẫn chưa khỏi. Tuy vết thương ở trên mặt và ở đầu đã ổn, nhưng vẫn chưa thể làm nặng được. Nhưng vì công việc ở trong đó nên bố nó phải vào, không thể để mẹ nó làm một mình được. Rồi căn nhà lại vắng vẻ, một mình nó ở lại trong căn nhà ấy. Khoảnh khắc muốn khóc nhất chính là lúc nó còn lại một mình trong ngôi nhà đã từng ấm áp dưới vòng tay của bố mẹ. Nó nằm trên giường đối diện với chính mình, nghĩ lại chuyện của tuổi thơ mà khiến lòng nó rất bất lực, rất buồn chán, thêm một chút ấm ức. Không cam tâm, thế rồi nước mắt cứ tuôn trào. Vì sao bố mẹ không mang theo nó đi, mà lại chỉ mang theo anh nó đi, để lại mình nó trong căn nhà rộng trống vắng thế này? Nó thèm được chút quan tâm và ấm áp từ người thân. Thế nhưng, nó đã học được cách trải qua tất cả. Thời điểm nó khóc không một ai dỗ dành, lúc mệt mỏi nhất cũng không một ai bên cạnh. Rồi nó học được cách kiên cường. Vẫn biết là bố mẹ phải đi kiếm tiền để nuôi mình, nhưng hôm nay nó vẫn cảm thấy tủi thân. Cuối cùng thì nó vẫn lủi thủi khóc một mình. Tới lúc báo điểm thi đại học, nó không bất ngờ về điểm thi lắm, bởi lúc nó thi xong thì gần như cũng đã đoán được điểm thi của mình rồi.
trượt đại học nó buồn buồn đi cắt phăng mái tóc dài đến tận đầu gối thành một bộ tóc tém Hàn Quốc. Nó lên xe đi vào Nam với bố mẹ nó. Bố nó ra bến xe đón nó. Nhìn thấy bố nó mừng lắm, tay bố nó cũng đã đỡ đỡ rồi, lòng nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nó đặt chân đến mảnh đất đầy nắng và gió, chẳng có cái lạnh của miền Bắc. Xe vào bến lúc 3 giờ sáng, nên bố nó đón nó về đến nhà lúc 4 giờ 30 sáng. Nó mệt nên là vào nhà ngủ li bì. Giờ này mẹ nó đi cắt sau đêm không ở nhà, còn anh trai thì làm công ty ca đêm. Bố nó đưa nó về phòng trọ xong cũng đi ra ruộng chất rau lên xe để đi chợ. Ở trong này bố mẹ nó làm lụng đêm hôm lọ mọ vất vả, ngày nào cũng thế. Cái giờ mọi người say giấc nồng thì bố mẹ nó lại phải dậy đi làm. Ở tuổi của nó chưa hiểu hết được sự vất vả của bố mẹ, cũng chưa hiểu hết được những sóng gió của cuộc đời. Đời người đôi khi có những thứ tưởng chừng như đơn giản, lại chẳng đơn giản chút nào. Những ngày này tuy đã biết mình trượt đại học, nhưng nó lại cảm thấy ấm áp khi được ở bên bố mẹ nó. Một đứa thiếu nhất là tình thân như nó, thì chỉ cần một cuộc sống vui vẻ và ấm áp bên gia đình là có thể quên đi bao nỗi buồn ngoài kia. Hòa nhập với cuộc sống của bố mẹ, nó cũng đã quen với công việc ngủ ngày làm đêm cùng bố mẹ. Nó là một đứa làm nông rất giỏi, vì thế vào đây làm phụ bố mẹ cũng rất nhanh nhẹn và được nhiều người khen. Nó vẫn đều đều thứ năm hàng tuần bảo mẹ trở ra quán nét chát gia hu với người yêu. Giết rồi quen mặt ở quán bác Năm. Nhà bác ấy có hai người con, một cô con gái lấy chồng Cần Thơ, còn một anh con trai thì chưa lấy vợ. Mỗi khi nó ngồi máy chat với bạn bè và người yêu thì mẹ ngồi nói chuyện với bác Năm chủ quán nét. Bác ưng nó lắm, muốn xin nó cho con trai mình. Con trai bác hiện là kỹ sư và mở một quán nét cho mẹ ở nhà chồng. Hôm đó trên đường về, mẹ nó nói là bác ấy đã nhìn trúng nó, khiến nó hơi sợ sợ. Dương này, bác Năm muốn xin con cho con trai bác ấy, ý con thế nào? Dạ, mẹ nói bác ấy nói gì ạ? Con gái đến tuổi cập kê, người ta nhìn chúng cũng là chuyện thường tình mà. Mẹ thấy nhà bác ấy cũng có điều kiện, mà lại là một mẹ một dâu cũng sẽ dễ sống. Mẹ ơi, mẹ đã muốn tống cổ con đi hay sao? Năm nay con mới vừa tròn 18 tuổi thôi mà. Mẹ nó có vẻ rất tích cực, khuôn mặt có vẻ vui. Chắc là có người nhìn chúng và muốn khênh bom giúp bà nên bà vui cũng phải. Nhưng mà nó thì ngược lại, tự dưng nổi hết da gà lên. Nó còn muốn đi học tiếp, chưa muốn sớm đeo gông vào cổ. Mà thực ra nó mới lớn đã hiểu gì về hôn nhân đâu mà tính chứ. Thế chị trượt rồi thì chị tính làm gì tiếp theo? Con gái lớn người ta đánh tiếng thì cứ thử đi. Về nhà ấy chỉ có ngồi trong quán nét thôi, không phải vất vả. Nhà cửa có sẵn không cần phải lo lắng gì. Mẹ cũng chỉ cần con yên phận là tao cũng đỡ lo. Mẹ, đã báo điểm thi cao đẳng đâu. Nếu trượt sang năm con ôn thi tiếp, con không lấy chồng đâu. Gớm chị lại vấn vương cái thằng ở ngoài Bắc đó chứ gì. Yêu đương chả biết có lấy được nhau không, rồi sau này lại khổ. Sướng khổ con chịu, mẹ để con nghỉ ngơi một thời gian rồi con ôn thi lại. Con muốn đi học tiếp. Mẹ chả cấm mày đi học, nhưng mà mẹ thấy nhà bác Năm, bác ấy phúc hậu. Mày có về làm dâu chắc cũng sướng, bác ấy lại có mỗi thằng con trai. Chưa chắc có một thằng con trai mà đã tốt với con dâu đâu mẹ. Thôi mẹ cứ kệ con đi. Các bác biết đấy, nỗi lòng của các ông bố bà mẹ có con gái lại là gái quê thì càng muốn gả chồng sớm. Lúc nào cũng coi con gái như bom nổ chậm, chỉ muốn tống khứ ra khỏi nhà không nó nổ mất. Mà người ở quê thì lạc hậu lắm. Chỉ cần có người ngắm con gái mình về làm dâu nhà người ta mà thấy hoàn cảnh người ta tốt một chút là muốn gật đầu lia lịa luôn. Con gái học nhiều cũng chẳng bằng kiếm được tấm chồng thành đạt, nhà điều kiện hoàn cảnh tốt. Mẹ à, thời nào mà còn cổ hủ như thế chứ. Con gái càng phải học, càng phải tự kiếm tiền, không thể dựa vào đàn ông. Rồi sau này cái bánh rán có 2.000 cũng chẳng thể mua nổi cho bố mẹ ăn. Chị thì lý sự lắm. Thôi, sướng khổ sau này đừng có kêu mẹ. Đấy, mẹ nó đấy các bác ạ. Con gái mới học xong đã lo ế. Nó cười rồi ôm mẹ làm nũng. Tuổi thơ của nó cực lắm, lúc nào cũng suy nghĩ như người trưởng thành vậy.
Vì thế mà nó ý thức được cuộc đời nó phải đi học, phải có nghề nghiệp ổn định. Thế là từ lần đó nó cũng ngại ra quán nét của nhà bác Năm. Sang tuần nó đi làm công ty may ở gần phòng trọ bố mẹ nó. Công việc này là chị gái ở phòng bên giới thiệu. 12 năm đèn sách, là một cô gái làm nông rất giỏi. Nhưng đi làm công nhân, nó vẫn phải học như một trang giấy trắng. Nó được xếp vào bộ phận kiểm hàng. Công việc là cầm thước đo lại xem thợ là đã chuẩn chưa. Vì đây là áo len, là hơi. Nếu là quá, len sẽ thu lại, sẽ hụt số đo. Là chưa đủ hơi thì số đo sẽ bị dư. Cái cảnh đi làm công nhân, chỉ có bác nào đi làm rồi mới biết. Cũng có người thì tốt tính thông cảm cho người mới, còn có người ích kỷ thì lườm nguýt kèn cựa người mới. Nói chung, ngày đầu tiên đi làm hơi áp lực. Áp lực vì chưa quen công việc và giờ giấc. Áp lực cả về giao tiếp với mọi người trong tổ. Nơi đây toàn là người lạ, nó phải quan sát và bắt chuyện làm quen từng người một. Có người niềm nở, có người thì khinh khỉnh xa mặt. Với một đứa chưa va vấp ở ngoài xã hội như nó, thì việc làm vừa lòng những người mới này rất khó. Tan làm trên đường về nhà, nó có thể giấu điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện tại trong đôi mắt. Người ta vẫn nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy bỏ qua muộn phiền để sống hết mình và có trách nhiệm với đời người. Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi. Thời gian qua đi cũng sẽ xóa nhòa trong bạn. Vì vậy hãy luôn vui cười và sống là chính mình. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Thời gian chẳng đợi chờ một ai. Vì vậy hãy sống sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ nhất. Làm điều mình muốn, ăn món mình thích. Để mỗi ngày trôi qua, mỗi sớm mai thức dậy, ta đều có thể gửi cười, nhìn đời mà sống tiếp. Hãy nhớ rằng tuổi trẻ đi qua rồi, chúng ta không thể quay ngược trở lại. Cho nên hãy cố gắng, vui vẻ và hạnh phúc nhé. Ngày thứ hai đến công ty, nó cũng đã bắt đầu quen với công việc hơn ngày hôm qua rồi. Vì thế nó cũng cảm thấy cuộc sống không mù mịt như nó nghĩ. Mà đặc biệt hơn nữa là buổi tối ngày hôm đó nó đi làm về. Ông nội nó gọi điện vào thông báo có giấy gọi đỗ trung cấp cao đẳng công nghiệp Sao Đỏ. Nó mừng lắm. Tuy là trung cấp, nhưng nó cũng mừng vì con đường học hành của nó có thể tiếp tục, không còn lo sợ như mấy ngày trước nữa. Cuộc sống của nó cũng coi như có một trang mới. Công việc mới bắt đầu nhưng cũng đã kết thúc luôn. Bố nó muốn nó cứ đi làm, rồi sang học kỳ 2 thì về Bắc ôn thi đại học lại, nhưng nó sợ. Nó muốn về đi học trung cấp luôn. Nó sợ nếu ở đây đi làm rồi, ý chí học hành tiếp của nó sẽ bị mài mòn. Hơn nữa, mẹ nó lúc nào cũng chỉ nhăm nhe, muốn gán nó với anh chàng kỹ sư nhà bác Năm. Thôi, nó vẫn là về đi học luôn vẫn hơn. Tuổi trẻ bồng bột, nó không nghe lời bố mà muốn về đi học, rồi bố nó cũng đồng ý. Ngày nó về để nhập học, nó vui mừng lắm, không buồn như những lần trước. Cái tuổi trẻ bồng bột ấy sau này nó mới hiểu, nó mới thấu. Bên nhà nội có một số bác làm giáo viên và công an, nhưng nó lại bị cái mơ mộng của tuổi trẻ và cả sự tự cao của mình mà không nghe lời khuyên của các bác ấy. Ngày ấy bác Hòa làm giáo viên cấp 2 khuyên nó. Cháu có thể đi làm tạp vụ ở công an Đình Chám, sau đó vừa đi học vừa đi làm. Sau này học xong cháu sẽ làm luôn tại công an Đình Chám, hoặc có thể đi học cao đẳng Dược Thái Nguyên. Cháu suy nghĩ đi, có câu trả lời thì nói bác. Dạ, cháu có thể biết phí của hai lựa chọn đó được không ạ? Nó là một đứa trẻ tằn tiện, từ nhỏ đã biết chi tiêu đồng tiền, thế nên nó hỏi như vậy là hiển nhiên. Đi học cao đẳng Dược là 3 triệu, đi làm tạp vụ rồi vừa học vừa làm là 500 nghìn. Dạ, thưa bác, để cháu suy nghĩ ạ. Bố mẹ nó làm lụng vất vả, 3 triệu là rất khó, nhưng 500 nghìn thì có lẽ là bố mẹ nó có thể lo được. Nhưng tuổi trẻ, nhiệt huyết của nó còn mộng ảo. Nó suy đi nghĩ lại, mất ngủ, chọn cái nào. Thế rồi tính tự lập không thích dựa dẫm vào ai của nó, đã quyết định đi bằng sức lực của chính mình. Đó là nhập học trung cấp chuyên nghiệp Sao Đỏ để học kế toán. Nó không biết rằng, quyết định ngày hôm nay của nó sẽ khiến cho bản thân sau này tiếc nuối. Bởi vì bố mẹ là người học ít, không hiểu nhiều,
nên chỉ biết cố gắng cho con học theo sở thích mà không hướng được cho nó cái nào hơn thua. Sau này nó cũng mới biết được rằng công an cũng toàn là con ông cháu cha, cũng đi học trung cấp chuyên nghiệp rồi ra được nâng đỡ, chứ có mấy người đỗ đạt đi bằng chính đôi chân của họ đâu. Ngày nó nhập học, bố mẹ nó không về mà nhờ bác con nhà ông cả đưa nó xuống trường giúp. Hai bác cháu lên đường với một cái hòm tôn chẳng ở sau xe, đi mấy chỗ ở ngay cổng sau hỏi mà không còn phòng. May mà ở đường Hoa Sữa có một nhóm trọ, có phòng hai bạn gái họ nhận nó ở ghép phòng. Hai bác cháu nó hỏi được phòng ở gần cổng phụ thì mừng quá. Nó bắt đầu học làm quen dần với mọi người, tập thích nghi với cuộc sống tập thể. Thời gian đầu nó cô đơn lắm, người chưa quen hết cũng không thân thiết, khiến nó cứ khép mình e ngại. Hôm nay nó tới nhận lớp, nó học kế toán nên cả lớp chỉ có 6 bạn nam thôi. Nó không xinh lắm, nhưng được cái là chân nó dài, gái quê nên ăn mặc đơn giản lắm. Nó đảo mắt xung quanh chẳng có lấy một người quen. Nào, lớp trật tự, tôi xin giới thiệu với lớp mình. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Tên tôi là Dương. Cô mong chúng ta sẽ vui vẻ giúp đỡ nhau trong suốt 2 năm học này nhé các bạn. Vâng cô. Các bạn lần lượt giới thiệu tên mình đi. Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nhau nhé. Các bạn trong lớp nhốn nháo hỏi tên của nhau. Mình là Cao Linh Trang. Còn bạn tên gì? Tên của bạn hay thế. Mình là Hoàng Hà Dương. Thế còn bạn? Nó cười tươi trả lời bạn ngồi bên trái mình, rồi lại quay ra hỏi tên bạn bên phải mình. Ồ, tên bạn giống tên con trai thế. Tớ là Trần Thị Lan. Lan ở Thái Bình. Thế các bạn quê ở đâu? Bàn ngồi 4 người, nhưng hình như có một bạn ở bàn nó vừa chạy sang ngồi ở chỗ khác rồi. Trang ở Thanh Hóa, còn Dương ở đâu? Tớ ở Bắc Giang các bạn ạ. Lớp mình có ai cùng xóm trọ với nhau không? Cô giáo nó hỏi. Chúng nó nhìn thấy có mấy bạn giơ tay là có cùng xóm trọ. Riêng 3 đứa nó cùng bàn, nhưng mỗi đứa ở một xóm trọ. Tối nay chúng mình đi ăn chè, chúc mừng chúng ta là bạn bè đi. Nó quay ra nhìn bạn ấy rồi cười. Nó không có tiền để tiêu xài như các bạn ấy. Bố mẹ nó còn khó khăn vất vả lắm, nó phải tiết kiệm. Các cậu đừng ngại, tớ mời. Linh Trang cười tươi năn nỉ hai đứa nó. Tầm 6 giờ tối chúng mình ra ngã ba Sao Đỏ nhé. Ở đó có quán chè rất ngon. Hôm trước anh trai tớ đưa tớ ra ăn rồi. Trang vẻ mặt cười thân thiện nên hai đứa chúng nó muốn từ chối mà không được. Thế là tình bạn của nó được mở rộng thêm với hai đứa bạn thân ngồi cùng bàn. Cuối tuần các anh chị ở xóm trọ toàn là người ở Hải Dương quanh đó nên về nhà hết sạch, còn lại mình nó ở cái xóm trọ vắng vẻ. Vừa sợ vừa buồn, nó tủi thân lắm. Ai cũng chỉ mong đến cuối tuần để được về nhà, còn riêng nó thì bố mẹ ở trong Nam, nó chẳng có nơi để về. Về với ông bà nội thì ông bà cũng chẳng ưa nó, về cũng chỉ chuốc tủi nhục thêm cho bản thân. Với lại về nhà tiền xe hết nhiều, nó không có tiền để về, tiêu vào xe sẽ không còn tiền để ăn. Nó trải qua 2 ngày cuối tuần thật kinh khủng, nhưng rồi nó cũng có thể vượt qua hết. Lâu dần nó cũng quen hàng xóm xung quanh. Vậy là cuối tuần nó cứ quét sân quét cổng, xong lại sang nhà bác hàng xóm chơi với thằng nhỏ cháu nội nhà bác Kha. Dần ra mọi người thấy nó thật thà rồi cũng quý nó, có gì cũng gọi nó sang cho. Năm nay Bình vẫn học nghề trên Lạng Sơn, nhưng mỗi lần đến hẹn sang quán nét gặp nhau mà bọn nhỏ đi học về là chạy sang cửa phòng tìm nó. Thời gian trôi qua nửa học kỳ đầu, tình cảm của nó với người yêu có chút xa cách. Yêu xa quả thật rất khó. Nếu đối phương không tin tưởng thì tình cảm đó sẽ rất khó bền lâu. Huống hồ, người năng động hoạt bát như nó hòa nhập cuộc sống mới lại càng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, vì môi trường mới có nhiều người đẹp trai và tốt hơn hắn. Vì thế mỗi lần nói chuyện với nhau, hắn hay nói tiêu cực. Cho dù nó có nói có trấn an thế nào, hắn vẫn không thể xua đi nỗi lo ở trong lòng. Có những lần ngồi quán nét bật camera lên để chat với nhau, có bóng dáng anh ở xóm trọ đi qua sau lưng nó. Anh ấy trêu nó, lấy tay búng vào đầu nó một cái thôi, là bao nhiêu công lao đi giải thích và nịnh nọt ngon ngọt của nó đều công cốc.
Thế rồi cứ một vài lần giận hờn như vậy khiến nó thêm mệt mỏi. Rồi bỗng trong mắt nó người ấy cũng tầm thường và không còn là vị trí số một trong lòng nó nữa. Hắn kiểm soát quá đáng hay dỗi hờn khiến nó cảm thấy như một gánh nặng. Một đứa thiếu thốn tình thân như nó cần một người có thể thấu hiểu và động viên, chứ không phải lúc nào nó cũng phải chạy theo giải thích và phân bua. Lời nói chính là một loại dao mà nó sắc bén hơn tất cả những loại dao trên đời. Dao người ta chỉ để sắt rau quả cá thịt, còn lời nói nó cắt luôn cả lòng người, cắt luôn tình nghĩa, cắt luôn sự yêu thương bao năm. Chỉ cần một lời nói cay độc, tự nhiên hạnh phúc biến mất hết. Ngày hôm nay, tất cả những lời nói của người ấy đã chạm tới lòng tự trọng và sự tin tưởng của nó. Trước đây cứ nghĩ rằng điều đẹp đẽ nhất chính là gặp gỡ, nhưng đến bây giờ nó mới biết được đẹp hơn cả gặp gỡ chính là sánh bước đi được cùng nhau. Chúng nó giờ hết duyên nợ, cánh hoa tàn, tình cũng tan, khóc trong lòng mưa ngoài trời, mưa ướt đẫm cuộc tình của nó. Khoảng trời ấy nó trả lại cho Bình, sau hôm nay chúng nó thành người xa lạ. Những ngày đầu tiên làm quen, chúng ta có thể thức thâu đêm suốt sáng để kể cho nhau nghe những điều xoay quanh cuộc sống. Đơn giản vì chúng ta tò mò, muốn khám phá đối phương, đồng thời cũng muốn kéo đối phương vào vòng trong cuộc sống của mình. Chúng ta có trăm ngàn cách để làm mới một câu chuyện cũ, có trăm ngàn lý do để tìm đến gặp mặt nhau. Chúng ta cũng có cả triệu lời thương yêu để nói. Cho nên người ta vẫn nghĩ rằng những ngày đầu yêu nhau là những ngày đẹp nhất. Nhưng rồi chúng ta bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Chúng ta không còn nghĩ mình sẽ vì ai đó mà tiếp tục cố gắng nữa, bởi chúng ta chỉ muốn vì mình mà thôi. Chúng ta cũng thấy những thói quen cũ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Yêu thương được thốt ra hàng ngày chẳng còn gì mới mẻ và tạo cảm giác phấn khởi chờ mong trong lòng chúng ta nữa. Vậy là chúng ta bắt đầu đổ lỗi. Chúng ta lại bắt đầu cằn nhằn và trở nên khó tính khi đối phương vô tình phạm lỗi. Nghe này, đời người có lúc thăng lúc trầm, tình yêu cũng có lúc ngọt lúc nhạt, không cùng nhau vượt qua gian khó, sao có thể hẹn ước về một ngày sau xa xôi. Cho nên khi đang có cạnh bên mình một mối quan hệ thật lòng, thì hãy nói với nhau câu níu giữ. Đừng vì những chuyện vụn vặt mà dễ dàng buông tay, cũng đừng vì những lần sốc nổi mà đánh mất nhau. Có những thứ đã mất thì không tìm lại được, cũng có những người đã buông tay thì cả đời không tìm thấy. Cuối cùng nó cũng có thể bình tâm trở lại, nó cũng không muốn dễ dàng mất đi người ấy. Nó muốn cả hai suy nghĩ lại, tạm thời nó không muốn nói chuyện với hắn để cả hai suy xét thật kỹ. Cả tuần nó vẫn đi học bình thường, các chị cùng phòng cũng không phát hiện ra nó buồn hay đau khổ. Nó là một đứa cực kỳ giỏi che giấu nội tâm, buồn vui không làm ảnh hưởng tới người khác. Cuối tuần này nó về quê, giờ đang là vụ gặt. Nó về gặt lúa đỡ ông bà nội. Bạn bè thân nhau nhưng lên đại học thì mỗi đứa một nơi. Vì thế mà cuối tuần đứa nào về được là cũng ý ới với nhau cả. Bình biết nó về thì tối đó cũng xuống nhà nó chơi. Tính ra chúng nó cũng chẳng biết là đã chia tay rồi hay chưa nữa. Nó là đứa yếu lòng, chỉ cần người ta ngon ngọt vài câu là lại mủi lòng mà tha thứ ngay. Hôm sau là đêm Trung Thu, nên con bạn nó bảo Bình xuống đón nó sang vui Trung Thu ở bên đó. Hắn không sang một mình mà đi cùng một anh nữa. Hắn cùng nó vào xin phép ông bà cho sang nhà Lam ăn Trung Thu. Ông bà nó đồng ý vì Lam nó đã nhờ bố mẹ nó điện thoại sang nhà cô bác nhờ chuyển lời giúp đến ông bà. Xin phép ông bà cho nó sang nhà Lam ăn Trung Thu trước rồi. Vì hắn không muốn nó ngồi đằng sau cùng anh Sinh nên kéo cô ngồi ở phía trước mình. Nó hơi xấu hổ, nhưng mà so với ngồi đằng trước với hắn và ngồi giữa hắn và anh Sinh thì nó chọn ngồi trước. Hắn ngồi giữa nó và anh Sinh, xe chạy thẳng tỉnh lộ 298 chỗ nhà văn hóa thôn Việt Tiến thì bất ngờ xe đối diện mất kiểm soát, đánh lái sang trái đường, lao thẳng vào xe của chúng nó. Hai xe đâm nhau và va chạm mạnh, khiến xe của nó và hắn văng xa.
Anh Sinh ở đằng sau nhảy ra được, còn Bình thì cũng không sao. Riêng chỉ có nó. Nó ngồi ở đằng trước của xe Dream vì bị kẹp và vướng nên ngã văng theo xe. Bình ngã ra nhưng cũng không có sao, vội vàng dậy chạy lại chỗ nó xem như thế nào. Nó quả thật cũng bị rất nặng, nhưng may là chỉ xây xước và may là không gãy xương. Bình hoảng quá ôm nó vào lòng, hắn liên tục gọi nó. Nó vì đau quá mà mãi mới thốt được câu em không sao. Sau khi xem xét nó không sao, thì Bình lấy cái điện thoại đen trắng Nokia ra gọi về cho bố hắn. Các bác đừng hỏi sao cái thời đó mà Bình đã có di động nhé. Vì một lý do rất đơn giản, đó là nhà hắn giàu. Khi nhà mọi người muốn nghe điện thoại chỉ có thể cho số máy bàn của một nhà ở trong xóm. Nếu có việc gì ai điện, nhà đó đến nghe máy và phải trả 2.000 cho đến 5.000 một lần nghe điện, thì hắn đã có xe máy điện thoại di động rồi. Lúc đó nó vẫn ngây thơ, chưa hiểu sự đời, cũng chẳng hề quan tâm nhà hắn giàu cỡ nào cả. Bố hắn ra giải quyết sự việc cho hắn. Hai bên giải quyết ổn thỏa, hắn mới ra nhấc nó dậy. Nãy giờ hắn để nó ngồi bên rìa đường, nó vì đau mà cũng ngồi yên ở đó chờ mọi người giải quyết thôi. Cũng may mà chiếc xe gem của hắn chỉ bị vỡ yếm thôi chứ vẫn có thể đi được. Thế là khỏi trung thu luôn. Hắn đưa nó về đến nhà hắn là 10 giờ đêm rồi. Hắn dìu nó đi rửa ráy chân tay, mặt mũi xong, lại đưa nó vào giường chị dâu. Cả nhà hắn người thì lấy thuốc, người thì lấy cao súng vào hỏi han, thấy nó không cần phải đi viện mới thôi. Vì có chị dâu ở đó nên hắn ngại chỉ ngồi một bên nhìn nó, còn chị dâu nó thì bôi cao giúp. Một lúc sau chị dâu cũng đuổi hắn đi ngủ, hắn cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Nhưng là lấy máy bàn gọi sang nhà cô hàng xóm, nhờ báo với ông bà một tiếng là xin phép cho nó ngủ nhà Lam. Đêm hôm đó nó ngủ với chị dâu của hắn. Nó vừa đau vừa ngại nên là nằm mãi cũng không ngủ được. Hôm sau nó về trường với cái chân chấm phẩy. Anh Lâm là cháu họ của bà chủ xóm trọ ở quê lên đi xe máy qua gặp nó. Đang đi bộ từ ngã ba Sao Đỏ về xóm trọ thì đỗ lại cho nó đi nhờ. Lâm là một chàng trai hiền lành có chút nhát gái. Anh ấy hơn nó một tuổi thôi, học nghề năm thứ hai rồi. Nó để ý thấy anh ấy chưa có tuần nào ở lại. Nếu có ở lại thì chỉ có là phải ở lại thi thôi. Nhưng thi xong anh ấy lại chạy xe máy về luôn. Nghe nói nhà Lâm cách khoảng 28 km thôi. Nó cũng ít tiếp xúc với anh Lâm, nghe các chị cùng phòng và xóm trọ nói anh học rất giỏi. Nó ngưỡng mộ anh. Bởi một người chỉ mong đến cuối tuần để về nhà thì chắc hẳn gia đình anh rất hạnh phúc. Đồng thời anh cũng là một đứa con ngoan, cuối tuần về làm giúp đỡ bố mẹ chứ không đi chơi như những đám bạn kia. Trở lại trường học với cái chân tập tễnh, hai con bạn cùng bàn thi nhau hỏi han nó. Sinh hoạt lớp xong con Trang đưa nó về. Nó bảo không cần mà con này nó cũng cứng. Về tới cổng xóm trọ nó không vào mà quay xe về luôn. Nó không đi một mình đâu. Nó có ông anh trai đẹp như soái ca ấy. Nghe nói ông đó là anh họ nó nên hai anh em thuê một phòng trọ để ở thôi. Một phòng có hai cái giường. Mỗi anh em nó học và ngủ riêng một giường. Nó ở tận Thanh Hóa nên ít về. Một tháng hai anh em nó mới về một lần lấy gạo và tiền lên để nộp tiền phòng thôi. Ba đứa chúng nó cũng chơi với nhau rất khăng khít đấy. Không cùng quê, không hề quen biết trước. Vậy mà lại rất hiểu nhau và thương nhau. Cũng chưa từng cãi nhau hay giận hờn nhau. Luôn luôn tôn trọng và trân quý tình bạn ấy. Từ ngày về và bị tai nạn đó, nó cũng chưa có về quê thêm lần nào nữa. Cuối tuần này cũng vậy. Nó ở lại xóm trọ và được con Trang đón sang xóm trọ nó chơi. Nó gật đầu đồng ý vì ở xóm trọ cũng chẳng còn ai ở đây cả. Có mỗi mình nó cũng buồn. Cuối tuần đó nó thấy vui vẻ hơn. Không còn phải cô đơn thu thủi một mình như những tuần trước nữa. Sang tuần mới con Lan về quê lên sớm mang quà quê cho hai đứa nó. Nó với con Trang ăn vải của con Lan xong thì cứ trêu nhau. Dương ôm Trang lại cảm thấy sao con Trang nó béo mà bụng nó lại cứng vậy nhỉ. Nhưng rồi nó cũng bỏ qua cái thắc mắc đó ở trong đầu mà cứ nô đùa với hai con bạn. Chẳng có gì để nói nếu tối chủ nhật tuần đó sinh hoạt lớp. Cô chủ nhiệm không gọi nó ra nói chuyện riêng. Dương, mày chơi thân với con Trang, có phải nó có bầu không? Dạ,
Cô nói gì cơ ạ? Trang có bầu ấy ạ? Em không biết. Em cũng thấy bạn ấy hơi béo hơn dạo trước thôi ạ. Hôm trước em có ôm bạn ấy, thấy bạn béo hơn. Em có hỏi bạn ấy, bảo là dạo này ăn khỏe nên béo ạ. Em thấy bụng mỡ của bạn ấy hơi khác khác vì nó cứng lắm ạ. Con đó nó có bầu rồi. Mày nói chuyện với nó đi, xong rồi nói lại với cô. Học chưa hết năm đầu mà đã có bầu rồi. Nó ở với anh trai mà, làm gì có người yêu đâu ạ. Nó ở chung với anh á? Vâng ạ. Thôi cứ nói chuyện nó trước đi, xong nói lại với cô để cô còn tính. Tối hôm đó nó cứ bần thần với những câu nói của cô chủ nhiệm. Đến khi về đến cổng xóm trọ thì thấy các anh chị đang ở xóm đang nói chuyện rôm rả lắm. Ai ai cũng cười tươi. Nó về phòng thì hai bà chị ở cùng phòng nói là mấy anh ở xóm mời hai phòng mình đi ăn ốc. Ôi, thời sinh viên mà được mời đi ăn ốc là sang lắm ấy. Phòng của nó với phòng bên thông nhau cùng dùng chung nhà tắm và vệ sinh. Vì thế có thể nói hai phòng như một. Ai mà cưa đứa con gái nào ở trong phòng này mà mời đi ăn thì phải mời cả hai phòng, tổng là 8 người. Mỗi lần đi về là các anh chạy mất dép các bác ạ. Sinh viên lấy đâu ra tiền mà mời 8 đứa con gái ấy đi ăn về có mà nhịn ăn cả tháng ấy chứ. Hôm ấy xóm bọn nó ra ngã ba Sao Đỏ ăn ốc. Đang vui vẻ thì nó cảm thấy hơi nhâm nhầm đau bụng. Nhưng vì không muốn làm mất không khí vui vẻ của mọi người nên nó vẫn cố ngồi. Nhưng đến khi mọi người ăn ốc xong thì lại rủ nhau đi hát. Quả thật ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ăn uống khá tốn kém rồi mà vẫn được mời đi hát. Mấy bà con gái thì thầm với nhau. Chắc hôm nay tụi con trai chúng đề. Mọi người vui vẻ đứng lên đi, nhưng nó thì không chịu nổi nữa rồi. Cơn đau ngày một tăng, nó đành phải xin phép về trước. Thế vậy anh Lâm cháu của chủ nhà trọ đưa nó về. Mọi người cứ đi đi, em đưa Dương về xóm trọ xong em ra ngay ạ. Dương, em có sao không? Em không sao, các chị cứ đi chơi đi ạ. Em hơi đau bụng tí thôi ạ. Em về nghỉ trước ạ. Có ổn không em? Dạ không sao đâu. Các chị đi chơi vui vẻ nhé. Mấy chị cùng phòng súng suýt vào hỏi. Thấy nó không đau quá thì mới yên tâm đi. Lâm đưa nó về phòng trọ. Anh ân cần hỏi nhưng nó ngại. Em đau lắm à? Hay anh đưa em vào viện nhé? Không, không cần đâu anh. Em biết em đau như thế nào mà. Thôi anh đi đi. Nó đẩy Lâm ra xe để đi chơi với mọi người. Khi Lâm đi rồi nó mới vào phòng nằm. Nó ngại không dám nói chứ. Nó biết hàng tháng bà dì ghé là nó đau đến tái xanh mặt đi ấy chứ. Mỗi lần đến tháng nó đều bị đau bụng, đau lưng, combo thêm buồn ói như người nghén vậy. Hễ cứ vào nhà vệ sinh ngồi thì dễ chịu, mà đứng lên đi ra giường nằm lại đau vã mồ hôi ra. Người nó gầy, ăn nhiều cũng chẳng thể béo được. Có thể là do cơ thể nó ở thể hàn nên mới như vậy. Nó nằm một lúc sau thì đau quá, buồn nôn lại dậy vào nhà vệ sinh nôn. Vài lần như vậy khiến chân tay nó nhũn ra. Có lẽ vì nó nằm một mình ở xóm trọ lại đau bụng như vậy nên các chị cũng không yên tâm nên về sớm. Các chị về là đi vào phòng ngồi xung quanh giường hỏi han nó. Đến khi biết nó đau bụng ngày rụng dâu thì các chị người thì pha nước gừng, người lấy dầu gió để xoa bụng cho nó. Được mọi người quan tâm nó thấy ấm áp lắm. Tình cảm của mọi người làm nó xúc động lắm. Một lúc sau anh Lâm cũng đi xuống phòng nó. Anh cười một nụ cười rất tươi, nhìn nó một cách âu yếm. Ánh mắt này của anh làm nó ngại quay mặt đi hướng khác, mặt mũi đỏ bừng. Thằng cu nhà chủ chưa ngủ à? Chị viết hỏi Lâm, vì nhà bà chủ ở trên Hải Dương không ở đây nên để anh quản xóm trọ và thu tiền phòng giúp, nên anh được mọi người trong xóm gọi là thằng cu nhà chủ. Em chưa, Dương đỡ chưa? Anh hỏi các chị nhưng mắt vẫn nhìn nó nằm đắp chăn ở trên giường. Em đỡ rồi. Nói vậy thôi chứ nó vẫn đang đau đến vã mồ hôi. Chị viết đã xoa dầu gió vào bụng cho nó rồi mà cũng không đỡ hơn chút nào cả. Anh ngồi phòng nó nói chuyện tán tếu với các chị một lúc thì thấy đau quằn quại ôm bụng lăn lóc trên giường. Thế là đề nghị đưa đến bệnh viện. Anh có xe máy lên là nhanh lắm. Anh về phòng lấy chìa khóa xe. Sau đó bế nó lên xe, còn chị viết ở đằng sau ôm nó cho Lâm lái xe.
Bệnh viện Chí Linh cách xóm trọ có 1 km thôi, vì thế đi đến vèo cái là đến. Ngày hôm đó nó nhớ mãi hình ảnh chàng trai ấy bế nó từ tầng 1 đến tầng 3 bệnh viện, xong lại bế nó từ tầng 3 xuống tầng 1. Ra tới bệnh viện là phải làm đầy đủ các xét nghiệm mà cứ phải chạy lên chạy xuống như vậy đó. Nói thật là nó rất cảm động sự nhiệt tình và lo lắng của chàng trai ấy dành cho nó. Nhìn gương mặt người ấy lo lắng, cả những giọt mồ hôi ở cái trời giá rét của người ấy rơi xuống nữa, đủ làm trái tim nó đập liên hồi. Nó cũng không hiểu sao nó lại cảm thấy tim mình đập thình thịch khi ở gần Lâm. Cảm giác này nó chưa bao giờ thấy khi ở bên cạnh Bình. Sự rung động này nó chưa từng thấy. Trên đời này có 2 dạng con gái. Một dạng con gái yêu và sống theo lý trí. Một dạng con gái yêu và sống theo bản năng. Nhưng nó là con gái truyền thống, nên không thể để mình suy nghĩ quá xa xôi như thế được. Không thể để cảm xúc lấn át đi lý trí như thế được. Hiện tại nó đang yêu Bình, không thể suy nghĩ tình yêu trai gái với người khác được. Không thể được. Nó được truyền nước đến tận hơn 1 giờ sáng mới xong. Rồi chị Viết và Lâm cũng ở đó trông nó đến khi nó đỡ và được về mới về. Lúc này nó đỡ đau rồi nên là biết ngại. Lúc lên xe Lâm trở về, nó ngại ngại ngồi xa. Anh chở nó và chị Viết về xóm trọ. Từ lần ấy, nó cứ nhìn thấy Lâm là tim lại có cảm giác đập liên hồi nhanh hơn bình thường. Chàng trai ấy để lại cảm giác vững chãi và yên tâm, ấm áp trong lòng nó. Mà điều ấy nó lại không thấy ở Bình. Nó thầm chửi bản thân Bình thật sự lăng nhăng. Tại sao lại đem Bình ra so sánh với Lâm? Bình cũng hiền lành, chăm chỉ. Có điều yêu xa thật sự rất khó. Từ lần ấy anh Lâm phải đi học ở xưởng, nên cả tuần nó cũng chẳng gặp anh. Hôm cô giáo nhờ nó nói chuyện với con Trang, nó còn chưa biết mở lời như thế nào, thì Trang đã tự sang nói chuyện với nó. Chiều hôm ấy đi học về, anh trai Trang chở nó sang xóm trọ tôi. Trang không vào phòng mà gọi nó ra ngoài cổng nói chuyện. Chắc có lẽ chuyện tế nhị nên anh trai nó đã ra quán nét ngồi để cho 2 đứa nó nói chuyện. Trang mở lời trước, nhưng có lẽ là chuyện rất khó nói nên mãi nó cũng không nói ra được. Dương này, Trang, cậu có việc gì vậy? Tớ có bầu rồi. Nó ngây người, toàn thân bất động, nhìn chằm chằm vào cái bụng con Trang. Thì ra cô giáo nó tinh mắt thật. Có lẽ là người từng trải nên khi cả lớp không phát hiện ra thì cô chủ nhiệm đã nhìn thấy rồi. Mấy tháng rồi mà là của ai? Của anh Ninh. Cái gì? Sao lại của ông ấy? Ông ấy là anh trai mày cơ mà. Trang thấy tôi bất ngờ như vậy thì anh ấy nói. Không, không phải. Anh ấy là bạn trai tao. Là tao ngại với chúng mày nên nói dối mày là anh họ. Chúng tao cùng quê ra ngoài này học. Bọn tao yêu nhau từ ngày học cấp 3. Vì thế ra ngoài này bọn tao đã chủ động sống chung với nhau. Thế giờ mày định thế nào? Gia đình mày đã biết chưa? Tao chưa dám nói với bố mẹ tao. Nhưng anh Ninh đã nói với bố mẹ anh ấy rồi. Hôm nay tao sang đây nhờ mày giúp việc. Mày nói đi. Nếu trong khả năng của tao thì tao nhất định sẽ giúp. Là tao hết tiền, muốn mượn của mày ít tiền để đi khám thai và chụp ảnh cưới. Cưới thật chứ, như vậy cũng tốt, cho mày yên tâm mang bầu, đỡ phải xấu hổ rồi suy nghĩ. Hôm đó nó vừa mới nhận được tiền của bố mẹ nó gửi ra cho, vì thế mà nó cũng có cho con Trang nó mượn hơn 1 triệu. Cái năm 2006 thì tiền phòng trọ 1 tháng chỉ có 500.000. Tiền ăn 1 bữa 4 chị em phòng nó chỉ ăn hết có tầm hơn 10.000 thôi. Nó cho con Trang vay là coi như hết cả tiền tiêu tháng đó rồi. Ngày hôm sau nó dẫn vợ chồng con Trang sang nhà một anh người quen ở gần cổng xóm trọ nó chụp ảnh cưới. Cái thời đó studio của anh ấy nổi tiếng nhất ở đất Sao Đỏ về chụp ảnh cưới. Thực ra bụng nó gọn và mới được hơn 3 tháng nên mặc váy vẫn không bị lộ bụng. Dương vẫn còn bất ngờ vì cái người anh họ của Trang bây giờ lại là chú rể của nó. Thực sự là nó hơi sốc vì cử chỉ và lời nói dối của Trang quá hoàn hảo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Tình Thâm của tác giả Hoàng Huyên.
để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.